Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 88. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Ngày và đêm tôi kêu cầu trước mặt Chúa. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa. Xin hãy nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi, vì linh hồn tôi đầy dẫy sự hoạn nạn. Mạng sống tôi hầu gần âm phủ. Tôi bị kể vào số những kẻ đi xuống huyệt. Tôi khác nào một người chẳng có ai giúp đỡ, bị bỏ giữa kẻ chết, giống như những kẻ bị giết nằm trong mồ mả mà Chúa không còn nhớ đến, là kẻ bị trút khỏi tay Chúa. Chúa đã để tôi nằm nơi hầm cực sâu, tại chốn tối tăm trong vực thẳm. Cơn giận Chúa đè nặng trên tôi. Chúa dùng các lượng sóng Chúa làm tôi cực nhọc. Chúa khiến những kẻ quen biết tôi lìa xa tôi, làm tôi thành một vật gớm ghiếc cho họ. Tôi bị cấm cố không ra được, mắt tôi hao mòn vì hoạn nạn. Đức Giê-hô-va ơi, hằng ngày tôi cầu khẩn Ngài và giơ tay lên hướng cùng Ngài. Chúa há vì kẻ chết mà sẽ làm phép lạ sao? Những kẻ qua đời há sẽ trỗi dậy đặng ngợi khen Chúa ư? Sự nhân từ Chúa há sẽ được truyền ra trong mồ mả sao? Hoặc sự thành tín Chúa được giảng trong vực sâu ư? Các phép lạ Chúa há sẽ được biết trong nơi tối tăm sao? Và sự công bình Chúa há sẽ được rõ trong xứ bị bỏ quên ư? Còn tôi, Đức Giê-hô-va ơi, tôi kêu cầu cùng Ngài. Vừa sáng lời cầu nguyện tôi sẽ thấu đến trước mặt Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, vì sao Ngài từ bỏ linh hồn tôi và giấu mặt Ngài cùng tôi? Tôi bị hoạn nạn hòng chết từ buổi thơ ấu. Tôi mang sự kinh khiếp Chúa và bị hoảng hồn. Sự giận dữ Chúa trôi trát tôi, sự hãi hùng Chúa đã trừ diệt tôi. Hằng ngày, các điều ấy vây quanh tôi như nước, cùng nhau bao phủ tôi. Chúa khiến các bộ bạn lìa xa tôi, cũng đã làm kẻ quen biết tôi ẩn nơi tối tăm. Chương 3. Hỏi anh em, về phần tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chứ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt, ăn ở như người thế gian sao? Có người thì nói, ta là môn đồ của Phao-lô, kẻ thì rằng ta là của Apollo. Vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? Thế thì Apollo là ai và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Và chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình.
nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Chớ ai tự dối mình. Nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời này, hãy trở nên dại dột để được nên khôn ngoan. Vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột. Như có chép rằng, ấy là Chúa bắt những kẻ khôn ngoan trong mưu kế họ. Lại rằng, Chúa thông biết ý tưởng của người khôn ngoan, Ngài biết ý tưởng họ đều là vô ích. Vậy, chớ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em, hoặc Phao-lô, hoặc A-pô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hầu đến. Hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em. Anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Chương 7. Qua ngày sau, Giê-ru-ba-anh tức là Gê-đê-ôn và cả dân sự đồng theo người đều dậy sớm, đi đến đóng trại gần bên suối Ha-rốt. Dinh của Ma-đi-an ở phía bắc về lối nõng Mô-rê trong chủng. Đức Giê-hô-va phán cùng Gê-đê-ôn rằng, đạo binh đi theo ngươi lấy làm đông quá, ta chẳng phó dân Ma-đi-an vào tay nó đâu. E Israel đối cùng ta tự khoe mà rằng, tay tôi đã cứu tôi. Vậy bây giờ hãy truyền lệnh này cho bá tánh nghe. Ai là người sợ hãi run rẩy khá trở về khỏi núi Gala? 2.000 người bèn trở về, còn 1.000 người ở lại. Đức Giê-hô-va phán cùng Gê-đê-ôn rằng, dân hãy còn đông quá, phải biểu chúng xuống nơi mé nước, rồi ta sẽ vì ngươi thử chúng nó tại đó. Hễ kẻ nào ta phán với ngươi rằng nó khá đi với ngươi, thì nó sẽ đi theo ngươi. Còn kẻ nào ta phán cùng ngươi rằng nó chớ đi với ngươi, thì kẻ đó không đi. Vậy người biểu dân sự xuống mé nước. Rồi Đức Giê-hô-va phán cùng Gê-đê-ôn rằng, phàm kẻ nào dùng lưỡi liếm nước như chó, và kẻ nào quỳ gối xuống mà uống, thì ngươi phải để riêng ra. Số người bụm nước trong tay rồi kê miệng liếm là 300, còn lại bao nhiêu đều quỳ gối cúi xuống mà uống. Bây giờ Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Gê-đê-ôn rằng, ta sẽ dùng 300 người đã liếm nước đó mà giải cứu các ngươi, và ta sẽ phó dân Ma-đi-an vào tay ngươi. Còn dân sự khác, ai nấy đều phải trở về nhà mình. Gê-đê-ôn cho cả người Israel ai trở về trại nấy, nhưng giữ lại 300 người kia. Chúng lấy lương thực và cây kèn trong tay, vả dinh Ma-đi-an ở thân dưới người tại trong chủng. Sải trong đêm đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Gê-đê-ôn rằng, hãy trỗi dậy, đi xuống hãm dinh Ma-đi-an, vì ta đã phó nó vào tay ngươi. Còn nếu ngươi sợ hãm nó, thì hãy đi xuống đó với Phu-ra đầy tớ ngươi. Ngươi sẽ nghe điều chúng nó nói, rồi ngươi sẽ cảm biết rằng mình có sức mạnh mà hãm dinh chúng nó. Vậy Gê-đê-ôn đi xuống cùng Phu-ra đầy tớ mình đến gần nơi lính canh ở đầu dinh. Vả dân Ma-đi-an, dân Amalek và hết thảy người phương đông bủa ra trong trũng đông như cào cào, còn lạc đà của chúng nó thì vô số, khác nào cát nơi bờ biển. Trong lúc Gê-đê-ôn đến, có một người thuật điềm chiêm bao cho bạn mình nghe rằng, này, tôi có một điềm chiêm bao, thấy một cái bánh nhỏ bằng bột lúa mạch lăn vào trại quân Ma-đi-an. Nó lăn đến một trại, đụng làm cho trại ngã, lật ngược trên lộn dưới nên trại bị đánh đổ. Bọn người đáp rằng, đó nào khác hơn là gươm của Gê-đê-ôn con trai Giô-ách người Israel. Đức Chúa Trời đã phó Ma-đi-an và cả trại quân vào tay người. Khi Gê-đê-ôn nghe lời thuật điềm chiêm bao này và sự bàn điềm đó, thì thờ lại Đức Chúa Trời, rồi trở về trại quân Israel mà rằng, hãy trỗi dậy,
vì Đức Giê-hô-va đã phó trại quân Ma-đi-an vào tay các ngươi. Đoạn, người chia 300 người làm 3 đội, phát cho mỗi tên những kèn, bình không và đuốc ở trong bình mà dặn rằng: hãy ngó ta và làm y như ta làm. Khi ta đến đầu trại quân, các ngươi sẽ làm theo điều ta làm. Khi ta và những kẻ theo ta thổi kèn, thì các ngươi cũng sẽ thổi kèn ở khắp xung quanh trại quân và reo lên rằng: vì Đức Giê-hô-va và vì Gê-đê-ôn. Gê-đê-ôn và 100 quân theo người đi đến đầu trại quân vào lúc canh ba, hồi mới giao canh. Chúng thổi kèn và đập bể bình mình cầm nơi tay. Bây giờ, 3 đội quân thổi kèn và đập bể bình, tay tả cầm đuốc, tay hữu nắm kèn đặng thổi. Đoạn cất tiếng reo lên rằng: gươm của Đức Giê-hô-va và của Gê-đê-ôn. Chúng đứng vây quanh trại quân, ai cứ chỗ nấy. Cả trại quân bèn vỡ chạy, cất tiếng la và trốn đi. 300 người cứ thổi kèn, và khắp trại quân, Đức Giê-hô-va khiến trở gươm của mỗi người, chém lẫn bạn mình. Đạo binh chạy trốn đến Bê-si-ta, về hướng Sê-rê-ra, cho đến bờ cõi A-bên-mê-hô-la gần Ta-báp. Người Israel, tức những người chi phái Nephtali, A-xe và Ma-na-xe, hiệp lại mà đuổi theo dân Ma-đi-an. Bây giờ Gê-đê-ôn sai sứ vào khắp núi Ê-phra-im đặng nói rằng: hãy xuống đón dân Ma-đi-an, chặn đường chúng nó qua sông cho đến Bết-ba-ra và các chỗ cạn của Giô-đanh. Vậy các người Ê-phra-im hiệp lại chiếm các bến cho đến Bết-ba-ra cùng những chỗ cạn của Giô-đanh. Chúng cũng bắt được 2 quan trưởng của dân Ma-đi-an là Ô-rép và Sê-ép, giết Ô-rép tại nơi hòn đá Ô-rép và Sê-ép tại nơi máy ép rượu Sê-ép. Đoạn họ đuổi theo dân Ma-đi-an cùng đem đầu Ô-rép và đầu Sê-ép đến Gê-đê-ôn ở phía bên kia sông Giô-đanh. Chương 8. Người Ê-phra-im bèn nói cùng Gê-đê-ôn rằng: vì sao ông đã đãi chúng tôi như vậy? Khi ông đi giao chiến cùng dân Ma-đi-an, sao không gọi chúng tôi đi với? Chúng cãi cùng người cách dữ dội. Nhưng người đáp cùng chúng rằng: sánh với anh em, tôi há có làm được điều chi? Sự mót nho của Ê-phra-im há chẳng hơn mùa gặt nho của Abi-e-xe sao? Đức Chúa Trời đã phó Ô-rép và Sê-ép là 2 quan trưởng dân Ma-đi-an vào tay anh em. Đem sánh với anh em, tôi nào có làm được điều gì? Khi người nói lời ấy rồi, cơn giận của chúng bèn nguôi. Gê-đê-ôn đi tới sông Giô-đanh, sang qua cùng 300 người đồng theo mình. Dẫu mệt nhọc, họ cũng cứ rượt theo quân nghịch. Người bèn nói cùng dân Su-cốt rằng: ta xin các ngươi hãy cấp một vài ổ bánh cho dân theo ta, vì chúng mệt nhọc. Ta đang đuổi theo Sê-bách và San-mu-na, 2 vua Ma-đi-an. Nhưng các quan trưởng Su-cốt đáp rằng: chớ thì ông đã cầm nơi tay mình cườm tay của Sê-bách và San-mu-na chưa, nên chúng tôi phải cấp bánh cho đạo binh ông? Gê-đê-ôn la lên rằng: thế thì khi Đức Giê-hô-va đã phó Sê-bách và San-mu-na vào tay ta, ta sẽ lấy chông đồng vắng và nhánh gai mà đánh thịt các ngươi. Từ đó người đi lên đến Phê-nu-ên và cũng nói một cách ấy với dân Phê-nu-ên. Dân Phê-nu-ên đáp cùng người y như dân Su-cốt đã đáp. Vậy người cũng nói với dân Phê-nu-ên rằng: khi ta trở về bình an, ắt sẽ phá hủy cái tháp này. Sê-bách và San-mu-na ở tại Cạc-cô với quân binh mình, số chừng 15.000 người, là kẻ còn sót lại trong đạo binh của các người phương Đông, vì 120.000 người có tài cầm gươm đã bị giết. Gê-đê-ôn đi lên theo đường của những dân ở dưới trại, tại hướng đông Nô-bách và Dô-bê-ha, đánh bại đạo binh vẫn tưởng rằng mình bình an vô sự. Khi Sê-bách và San-mu-na chạy trốn, người đuổi theo bắt được 2 vua Ma-đi-an là Sê-bách và San-mu-na và đánh cả đạo binh vỡ chạy. Đoạn Gê-đê-ôn con trai Giô-áp ở trận trở về qua dốc Hê-rê, bắt một đứa trai trẻ ở Su-cốt, tra hỏi nó
rồi nó viết khai tên những quan trưởng và trưởng lão của Sukkot, số được 77 người. Kế đó, người đến cùng dân Sukkot mà nói rằng: Này, Sebat và Sanmuna mà các ngươi đã mắng ta rằng, chớ thì ông đã cầm cườm tay Sebat và Sanmuna nơi tay mình chưa, nên chúng tôi phải cấp bánh cho dân mệt nhọc của ông. Vậy, người bắt các trưởng lão của thành, lấy chông gai nơi đồng vắng mà đánh phạt những người Sukkot, cũng phá hủy tháp Phenuel và giết những người của thành ấy. Đoạn, người nói cùng Sebat và Sanmuna rằng: Các người kia mà hai người đã giết tại Thabo là làm sao? Hai vua đáp: Chúng nó cũng như ngươi, mỗi người đều có hình vóc như một hoàng tử. Người tiếp: Ấy là anh em ta, con của mẹ ta. Quả thật, ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, nếu hai ngươi đã để anh em ta sống, thì nay ta không giết hai ngươi. Đoạn, Gideon nói cùng Giê-the, con đầu lòng mình mà rằng: Hãy trỗi dậy giết họ đi. Nhưng người trẻ chẳng rút gươm ra vì sợ, người vẫn còn thiếu niên. Sê-bách và Sanmuna nói: Chính ngươi hãy trỗi dậy đánh chúng ta đi, vì hễ người thế nào thì sức thể ấy. Gideon bèn trỗi dậy giết Sê-bách và Sanmuna. Đoạn lấy đồ trang sức hình như trăng lưỡi liềm ở nơi cổ lạc đà của hai vua. Bấy giờ những người Israel nói cùng Gideon rằng: Xin ông, con trai và cháu ông hãy quản trị chúng tôi, vì ông đã giải cứu chúng tôi khỏi tay dân Madian. Nhưng Gideon đáp cùng chúng rằng: Ta chẳng quản trị các ngươi, con trai ta cũng không quản trị các ngươi đâu. Đức Giê-hô-va sẽ quản trị các ngươi. Đoạn, Gideon nói cùng chúng rằng: Ta chỉ xin các ngươi một điều này, là mỗi người trong các ngươi phải giao cho ta những vòng mình đã đoạt lấy. Vả, quân nghịch có những vòng vàng, vì chúng nó vốn là dân Ít-ma-ên. Chúng đáp: Chúng tôi sẵn lòng giao cho ông. Họ trải một áo tơi ra, rồi hết thảy đều ném vào đó những vòng của mình đã đoạt lấy. Những vòng vàng mà Gideon đã xin cân được 1.700 siếc lơ vàng, không kể những đồ trang sức hình như trăng lưỡi liềm, hoa tai và áo sắc điều của vua Madian thường mặc, cùng những kiềng nơi cổ lạc đà. Gideon lấy vật đó làm một cái ephod để trong thành mình tại Ophra. Cả Israel đều cúng thờ cái ephod đó. Nó trở thành một cái bẫy cho Gideon và cả nhà người. Dân Madian bị phục trước mặt dân Israel, chẳng cất đầu lên được nữa, nên trong đời Gideon xứ được hòa bình trọn 40 năm. Jerubaal con trai Joash trở về và ở trong nhà mình. Vả, Gideon sinh được 70 con trai vì người có nhiều vợ. Vợ lẽ người ở tại Shechem cũng sinh cho người một con trai đặt tên là Abimelech. Đoạn Gideon con trai Joash qua đời tuổi tác đã cao, được chôn trong mã của Joash cha người tại Ophra là thành dân Abiezerit. Sau khi Gideon qua đời, dân Israel trở lại hành dâm cùng các ba anh và chọn ba anh Berit làm thần. Như vậy, dân Israel không nhớ đến Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình là đấng đã giải cứu họ khỏi tay các kẻ thù nghịch ở chung quanh, và cũng không có lòng thảo chuốc nào với nhà Giê-ru-ba-anh là Gideon về các ơn mà người đã làm cho Israel. Chương 9. Abimelech con trai Giê-ru-ba-anh sang qua Shechem đến cùng các cậu và cả nhà ông ngoại mình mà nói rằng: Xin các ông hãy hỏi hết thảy người Shechem mà nói rằng: Hoặc tất cả 70 người con trai Giê-ru-ba-anh cai trị trên các ngươi, hoặc chỉ một người làm vua của các ngươi, điều nào là tốt hơn? Cũng hãy nhớ rằng ta đồng cốt nhục với các ngươi. Các cậu người nói dùng người đem các lời này thuật lại cho hết thảy dân Shechem nghe, và lòng chúng nghiêng về Abimelech vì chúng nói rằng: Người là anh em ta. Chúng bèn ban cho người 70 miếng bạc của miếu ba anh Berit. Abimelech lấy bạc đó mướn những kẻ bại hoại hoang đàn đi theo mình. Đoạn, người đi đến nhà cha mình tại Ophra và trên một hòn đá giết các anh em mình, tức những con trai của Jerubaal, số là 70 người. Chỉ một mình Jotham
con út của Giê-ru-ba-anh còn sống, bởi vì chàng đã ẩn mình. Bây giờ, hết thảy người Si-chem nhóm hiệp với cả họ Mi-lô đi đến cây giẻ bột bia đá ở tại Si-chem mà tôn Abimelech làm vua. Giô-tham hay đặng điều đó, bèn đi lên đứng trên chót núi Garisim, cất tiếng la rằng: Hỡi người Si-chem hãy nghe ta, và nguyện Đức Chúa Trời nghe các ngươi. Các cây cối đều đi đặng sức dầu cho một vua cai trị chúng nó. Chúng nó nói cùng cây olive rằng: Hãy cai trị chúng tôi. Cây olive đáp: Ta há sẽ bỏ dầu ta mà Đức Chúa Trời và loài người đều tôn vinh đặng đi sao động trên các cây cối ư? Các cây cối lại nói cùng cây vả rằng: Hãy đến cai trị chúng tôi. Nhưng cây vả đáp rằng: Ta há sẽ bỏ sự ngọt ngon và trái tươi tốt ta đặng đi sao động trên các cây cối ư? Đoạn các cây cối nói cùng cây nho rằng: Hãy đến cai trị chúng tôi. Nhưng cây nho đáp: Ta há sẽ bỏ rượu ngon ta là thứ làm cho vui Đức Chúa Trời và người ta đặng đi sao động trên các cây cối ư? Bây giờ hết thảy cây cối nói cùng gai gốc rằng: Hãy đến cai trị chúng tôi. Gai gốc đáp cùng các cây cối rằng: Nếu bởi lòng chân thật mà các ngươi muốn sức dầu ta làm vua các ngươi, thì hãy đến núp dưới bóng ta. Bằng không, nguyện lửa ra từ gai và thiêu nuốt cây bá hương Li-ban đi. Bây giờ có phải các ngươi cư xử chân thật và công bình mà tôn Abimelech làm vua chăng? Các ngươi có hậu đãi Giê-ru-ba-anh và nhà người chăng? Có báo đáp điều người đã làm cho các ngươi chăng? Vì cha ta có tranh chiến cho các ngươi, liều mình mà giải cứu các ngươi khỏi tay dân Ma-đi-an. Nhưng ngày nay các ngươi lại dấy lên cùng nhà cha ta, đã giết trên một hòn đá các con trai người số là 70 người, và lấy Abimelech con trai của con đòi người mà tôn lên làm vua của dân Si-chem, vì hắn là anh em các ngươi. Vậy ví bằng ngày nay các ngươi có lấy sự chân thật và chính trực mà đãi Giê-ru-ba-anh và nhà người, thì Abimelech khá vui mừng nơi các ngươi, và các ngươi hãy vui mừng nơi hắn. Bằng chẳng, nguyện lửa ra từ Abimelech thiêu nuốt những người Si-chem cùng họ Mi-lô, và nguyện lửa ra từ những người Si-chem cùng họ Mi-lô mà thiêu nuốt Abimelech. Đoạn Giô-tham trốn đi ẩn náu tại Bê-rê và ở đó vì sợ Abimelech anh mình. Abimelech cai trị Israel trong 3 năm. Đoạn Đức Chúa Trời sai đến một ác thần sinh sự bất bình giữa Abimelech và người Si-chem. Người Si-chem bèn phản nghịch Abimelech để báo thù tội sát nhân đã phạm cùng 70 con trai Giê-ru-ba-anh, và khiến huyết họ đổ lại trên Abimelech là anh đã giết họ, cùng đổ trên người Si-chem đã giúp hắn giết anh em mình. Người Si-chem sai mấy kẻ đi rình rập người trên chót núi. Chúng nó cướp giật những kẻ đi qua đường gần bên chúng nó. Abimelech hay được điều đó. Bây giờ Ga-anh, con trai Ê-bết, cùng anh em mình đến vào trong Si-chem. Người Si-chem đều để lòng tin cậy nơi người. Rồi chúng ra ngoài đồng, hái những vườn nho của mình, đạp trái nho và dự tiệc yến. Đoạn, họ vào trong đền thờ của thần chúng, ăn và uống, rồi rủa sả Abimelech. Ga-anh, con trai Ê-bết bèn nói rằng: Abimelech là ai? Si-chem là chi mà chúng ta phục sự Abimelech? Hắn há chẳng phải con trai Giê-ru-ba-anh sao? Còn Sê-bun há chẳng phải là kẻ phụ tá hắn ư? Các ngươi khá phục sự những người Hê-mô là cha của Si-chem, còn chúng ta sao lại phục sự hắn? Ồ, nếu ta có dân sự này dưới tay ta, ta sẽ đuổi Abimelech đi. Đoạn người nói cùng Abimelech rằng: Hãy gia tăng quân lính ngươi mà ra trận. Sê-bun quan cai thành nghe được các lời của Ga-anh con trai Ê-bết nói, thì cơn giận người phừng lên, mật sai sứ đến Abimelech mà nói rằng: Này Ga-anh con trai Ê-bết và anh em nó đã đến Si-chem xúi dục thành giấy nghịch cùng ông. Vậy đêm nay ông và các người theo ông phải trỗi dậy đi phục binh ngoài đồng. Đến sáng mai khi mặt trời vừa mọc, ông phải dậy sớm xông hãm thành.
khi Ga-anh và quân theo nó ra đánh ông, thì ông hãy tùy cơ mà làm. Vậy, Abimelech và cả đạo binh theo người đều trỗi dậy ban đêm, chia ra làm 4 đội và mai phục gần Sichem. Ga-anh, con trai Ebed, kéo ra và đứng tại cửa thành. Abimelech và cả đạo binh theo người bèn đi ra khỏi nơi phục. Ga-anh thấy đạo binh ấy, nói cùng Sê-bun rằng: ta thấy một đạo binh từ trên chót núi xuống. Sê-bun đáp: ngươi thấy bóng núi mà tưởng là người ta đó chứ? Nhưng Ga-anh lại tiếp rằng: quả thật một cơ binh ở trên núi xuống, và một đội do đường cây dẻ bột thuộc sĩ mà đến. Sê-bun bèn la lên rằng: chính ngươi đã nói, Abimelech là ai mà ta phục sự hắn? Vậy những lời khoe khoang của ngươi đó đã ra sao? Đó há chẳng phải đạo binh mà ngươi khinh dễ ư? Bây giờ khá đi ra giao chiến cùng chúng nó. Ga-anh bèn đứng đầu các người Sichem đi ra giao chiến cùng Abimelech. Ga-anh bị Abimelech đuổi theo, chạy trốn trước mặt người, và nhiều người bị thương ngã chết dọc đường cho đến cửa thành. Abimelech đi ở tại Aruma, còn Sê-bun đuổi Ga-anh và anh em người đi, không cho ở tại Sichem nữa. Qua ngày sau, dân sự đi ra ngoài đồng, có người đem tin đó cho Abimelech hay. Người bèn bắt cơ binh mình chia ra làm 3 đội để mai phục ngoài đồng. Khi thấy dân sự ở thành kéo ra, người liền trỗi dậy và hãm đánh chúng nó. Đoạn, Abimelech và những kẻ đi theo lướt đến trước, dừng lại tại cửa thành, còn 2 đội kia xông vào hết thảy người ở ngoài đồng và đánh giết họ. Abimelech hãm đánh thành trọn ngày, bèn chiếm lấy và giết hết thảy người ở trong, rồi phá thành và rắc muối ở đó. Nghe tin này, hết thảy dân sự ở tháp Sichem đều rút về trong đồn của miếu thần Berit. Người ta đem tin cho Abimelech hay rằng hết thảy dân sự tháp Sichem đều hiệp lại tại trong đồn. Abimelech bèn đi lên núi Sanh Môn với cả đạo binh theo mình. Người cầm lấy nơi tay một cái rìu, chặt một nhánh cây, đỡ nó lên và vác trên vai, rồi nói cùng quân theo mình rằng: các ngươi có thấy điều ta làm chăng? Hãy mau mau làm như vậy. Vậy mỗi người chặt một nhánh cây rồi đi theo Abimelech. Họ dựng sắp nhánh cây đó nơi đồn, châm lửa vào và thiêu đồn cùng những người ở trong. Như vậy hết thảy những người ở tháp Sichem, nam và nữ, đều chết, số ước 1000. Abimelech liền đi đánh Thebes, vây và chiếm lấy nó. Giữa thành phố có một cái tháp vững bền. Hết thảy dân sự của thành, nam và nữ, đều chạy vô núp tại đó và đóng cửa lại, rồi lên trên đỉnh tháp. Abimelech tấn tới tháp, xông hãm nó và đi lại gần cửa đặng phóng hỏa. Nhưng một người nữ ném thớt cối trên đầu Abimelech làm bể sọ người. Người liền kêu gã trai trẻ cầm binh khí hầu mình mà nói rằng: hãy rút gươm ngươi ra giết ta đi, kẻo người ta nói một người đàn bà đã giết người. Vậy gã trai trẻ bèn đâm người thì người chết. Khi người Israel thấy Abimelech đã chết thì mỗi người đi về nhà mình. Như vậy Đức Chúa Trời báo ứng Abimelech vì tội ác hắn đã phạm cùng cha mình mà giết 70 người anh em mình. Đức Chúa Trời cũng báo ứng dân Sichem vì mọi điều ác mà chúng nó làm. Sự rủa sả của Jotham, con trai Jerubba-anh, ứng nghiệm trên chúng nó là như vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu,
ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.